Uh, xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục giới thiệu những sản phẩm mới của công ty Music Tone. Uh, sản phẩm lần này Music Tone uh, mang đến cho các bạn là một chiếc cạc sao đẳng cấp đến từ Anh Quốc, chiếc Audion ID22. Uh, trước tiên thì tôi cũng xin được giới thiệu về hãng Audion uh, được thành lập vào năm 1997 và có trụ sở tại Hampfield Anh Quốc. Thì Audion là một thương hiệu đã được đánh giá rất cao và được sử dụng rộng rãi trên nhiều nước à, Với khả năng chuyên môn và sự hiểu biết Thì những sản phẩm của Audion mang lại đơn giản là sự âm thanh tuyệt vời Tức là à, mọi thiết bị của hãng cũng như công nghệ của hãng Đều tập trung để mang lại một thứ âm thanh tinh khiết nhất và tuyệt vời nhất ID22 được thiết kế với 2 in 6 out analog 24 bit 96k ad DA hiệu suất cao cho kết quả của giải động âm thanh lên tới 120dB và 114dB in-out. Hai ngõ vào micro tích hợp preamp hạng A có mức gain lên tới 70dB, trừ 10 đến cộng 60dB và phantom 48V. Chất lượng preamp của Audion đã được khẳng định trên toàn thế giới với hơn 60.000 đơn vị được sử dụng trong môi trường chuyên nghiệp. Một ngõ vào hỗ trợ công nghệ di fit cho nhạc cụ như guitar điện, Tích hợp send và return cho cả hai ngõ vào để dùng thêm các thiết bị hỗ trợ như effect ngoài. Ngõ ra headphone sử dụng công nghệ chủ động trở kháng chất lượng cao, đáp ứng mọi loại tai nghe kiểm âm. Hai cặp stereo out có thể sử dụng cho hai cặp loa kiểm âm và chức năng kiểm soát độc lập. Ngõ vào ADAT -ad, cho phép nâng cấp thêm 8 in, 8 out thu và phát đồng thời lên tới 12 kênh in và 14 kênh out. ID22 được tích hợp chức năng điều khiển như mono, kiểm ông cộng 2 kênh, đảo pha tần số, giảm chiết áp, thóc bách, kêu mic, vân vân. Những chức năng trên làm cho ID22 trở nên một giao diện âm thanh toàn diện nhất trên thế giới hiện nay. Ba nút chức năng F1, F2, F3 cho phép người sử dụng tự do gán chức năng phím tắt tiện dụng, phù hợp cho nhu cầu cá nhân. Nguồn ngoài adapter 12V giúp ổn định chức năng phantom. Bộ xử lý trung tâm Digital Processing Core và AD-DA Convert. Kích thước 227 x 181 mm. Hệ điều hành: Mac OS 10.68 trở lên, PC Windows 7, 8, 32 và 64 bit. Chất lượng âm thanh: Chất lượng bộ convert hoàn hảo dựa trên công nghệ Pristine Converter Technology, tạm dịch là công nghệ converter nguyên sơ, chất lượng premium. Bộ khuếch đại micro được cho là tốt nhất so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, sạch sẽ và hết sức tách bạch. Công năng mở rộng ID22 mang đến thiết kế tất cả trong một với style như controller monitor, có thể coi sản phẩm như một production thu nhỏ, lưu động và cũng đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất. Giúp bạn dễ dàng mở rộng thêm đường và sử dụng phần cứng ngoại vi thông qua hai cổng insert và return. Mixer ảo đơn giản và đẹp mắt tập trung vào những tính năng chính bạn cần sử dụng